Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện Gì Hot trên kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn và tin tưởng kênh MC Khánh Linh USA để theo dõi những tin tức hàng ngày cũng như là có những cuộc trò chuyện với những vị trong chuyên môn về những ngành nghề khác nhau để cho chúng ta thêm về kiến thức đời sống. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay Khánh Linh xin chia sẻ đến quý vị về cái việc mà Sở An sinh Xã hội cảnh báo có những cái sự lừa đảo hiện tại đang diễn ra rất là nhiều. Nếu chúng ta không phòng ngừa, nếu chúng ta không biết và chúng ta không làm, không take action, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ bị mất số an sinh xã hội. Và mất số an sinh xã hội rồi thì coi như là mất rất là nhiều tiền. Vì quý vị biết ở nước Mỹ này, số an sinh xã hội là một cái số rất là quan trọng. Người ta có thể đánh cắp số an sinh xã hội của mình để làm gì? Để khai tiền thất nghiệp, để đi mượn tiền loan, mua nhà hay bất cứ những gì mà ảnh hưởng đến cái gọi là security, là cái an ninh về tài chính hay là về thông tin của chúng ta đó quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi trong video này nhé. Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện Gì Hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Thưa quý vị, thì trước khi chia sẻ về chủ đề của ngày hôm nay, đó là về số an sinh xã hội cũng như là những tiền SSI, SSA, SSDI, những gì mà có liên quan đến cái số an sinh xã hội thì quan trọng như thế nào, mà Sở Social Security đã có thông báo và cảnh báo luôn. Bên cạnh đó thì cuối chương trình Khánh Linh cũng sẽ trả lời một số câu hỏi của các anh chị em, của cô chú đã hỏi về cái việc mà xin tiền SSDI rồi SSI của tôi như thế nào đó, thì Khánh Linh sẽ chia sẻ, vì Khánh Linh đã có câu trả lời của người bạn làm bên Sở An sinh Xã hội, thì Khánh Linh gặp lại Khánh Linh trả lời một lần luôn cho cô chú nhé. Thưa quý vị, thì trước khi mà Khánh Linh nói đến cái việc này thì Khánh Linh xin đính chính một chút xíu, và cũng như là một lần mà gọi là thổ lộ những cái gì mà Khánh Linh cần nói cho quý vị biết ha. Tại vì ngày hôm qua khi ra một cái video nói về việc mà chính phủ shutdown, rồi những cái tiền an sinh xã hội có được lãnh hay không, tiền già nè, rồi tiền lương hưu nè, rồi tiền child tax credit sắp tới nữa thì có được lãnh hay không, thì có nhiều khán giả thì chắc chưa bao giờ coi kênh của Khánh Linh hay là lướt qua mà thôi. Những fan không phải là fan cứng, không phải là fan long term, không cần biết có coi hay không, nhưng mà chắc đọc cái tiêu đề thôi là vào viết comment liền quý vị. Viết nói như sao? Tin tào lao, tin xạo, rồi nói là vô duyên quá. Làm ơn những người YouTuber, làm ơn đừng có làm dậy sóng, hãy cho người ta yên ổn để làm ăn này nọ. Xin thưa quý vị có hiểu được cái chữ shutdown và lockdown nó khác nhau như thế nào không ạ? Thì chính phủ thật sự là sẽ shutdown nếu họ không thông qua những cái chương trình gì đó để mà có được một cái ngân sách cho năm nay. Đó là những tin tức đúng mà quý vị không chấp nhận. Quý vị cứ nghĩ đó là những tin xạo. Nếu như vậy thì chúng ta phải nên đọc báo Mỹ cập nhật nhiều hơn quý vị nhé, chứ không phải Khánh Linh nói xạo. Tại sao hôm nay Khánh Linh phải lên để đính chính cái kênh của Khánh Linh, không phải là tin tào lao, hay tại sao hôm nay Khánh Linh bức xúc quá vậy? Thực sự như vậy nè quý vị. Nhiều khi mình cũng muốn bỏ qua lắm, tại nhiều khi kệ đi, người ta nói gì kệ người ta, mình cứ làm những gì mình cần làm. Nhưng quý vị ơi, một người nói mình tào lao, hai người nói mình tào lao, ba người tào lao, thì những cái người khác chung quanh mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bằng những cái comment không đúng đó, không tốt đó. Giống như quý vị nghĩ đi, quý vị đi ra khỏi nhà, dù chồng quý vị hỏi quý vị hay vợ quý vị hỏi, ủa anh đóng cửa chưa vậy, em đóng cửa chưa vậy? Xong cứ hỏi hoài trên cái chuyến đi đó, cứ hỏi hoài, riết cái người chồng, người vợ cũng đâm ra không biết là ủa, mình đóng mà biết mình có đóng chưa ta, mình đã đóng cửa chưa ta. Cuối cùng mình cũng hoài nghi là mình có đóng cửa hay chưa. Thì một ngày nào đó nếu mà những người fan cứng, những người mà gọi là những người subscriber của kênh MC Khánh Linh, nhiều người cứ nói tin tào lao như vậy, thì một ngày nào đó quý vị cũng sẽ lung lay. Đó là một sự không tôn trọng đến khán giả cũng như là những cái người mà fan đã yêu thích kênh MC Khánh Linh. Vì thế những comment nào mà Khánh Linh nghĩ là nó không mang lại hay là làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn đó, thì Khánh Linh nên xóa bỏ nó, vì nó không mang một cái tính chất gọi là tích cực quý vị. Cho nên là tất cả những comment của quý vị comment vào Khánh Linh đều đọc hết.
nếu Khánh Linh không trả lời, có nghĩa là Khánh Linh chưa có câu trả lời cho cái điều đó. YouTube á quý vị, nhiều khi nó cũng kỳ cục lắm. Có những cái comment Khánh Linh mới thấy ngày hôm qua, Khánh Linh đi tìm câu trả lời, ngày hôm sau Khánh Linh comeback lại, Khánh Linh muốn trả lời thì nó đâu mất tiêu rồi. Nó bị trộn lẫn trong những cái comment của những cái chủ đề khác nữa. Vậy Khánh Linh nhiều khi rất là khó để có thể tìm lại trả lời ha. Cho nên quý vị có những câu hỏi thì quý vị có thể email cho Khánh Linh thì Khánh Linh sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Thưa quý vị, thì trong cái quá trình làm YouTube á, thì Khánh Linh cũng biết được rằng đó là có những vị khán giả đó rất là yêu thương mình, thì Khánh Linh rất là cảm ơn. Nhưng có những vị khán giả đó, hay là nội là bên chánh bên tà đó, có nhiều khi tà đó bao vanh phủ bên mình đó quý vị. Cho nên mình phải vững lòng thôi. Khánh Linh vẫn sẽ tiếp tục làm những video, nhưng Khánh Linh sẽ delete những comment tiêu cực và không tôn trọng ha, không tôn trọng cái người guest speaker nữa quý vị. Tại Khánh Linh mời được những cái người mà có những cái chuyên môn đó, mà họ nếu mà thấy được những cái comment như vậy đó thì họ cảm thấy sẽ không được tôn trọng, cho nên Khánh Linh không muốn làm ảnh hưởng đến họ, họ không xứng đáng bị như vậy, đúng không quý vị ha. Còn có một cái nữa là trong chương trình của Khánh Linh không bao giờ yêu cầu quý vị đóng góp tiền bạc hay là để số Zelle, để số PayPal, tài khoản gì cho quý vị chuyển khoản cho Khánh Linh. Khánh Linh không kêu gọi đóng góp gì hết. Nhưng Khánh Linh theo một cái cách Mỹ, nếu quý vị cảm thấy chương trình của Khánh Linh hay, quý vị cảm thấy là yêu thích, hay là quý vị đang có câu hỏi gì đó, mà sao cô Khánh Linh cũng trả lời đúng như cái câu hỏi của tôi, thì giúp tôi giải quyết được vấn đề, thì quý vị có thể mời Khánh Linh một ly cà phê bằng cách là vào cái website Buy Me A Coffee để mời Khánh Linh một ly cà phê, giống như một người bạn thôi. Bạn giúp tôi được cái vấn đề đó thì tôi mời bạn một ly cà phê. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Và Khánh Linh cảm thấy là Khánh Linh được appreciate, Khánh Linh được tôn trọng, và Khánh Linh nghĩ là Khánh Linh đã giúp được quý vị một cái vấn đề gì đó, thì đó là cái điều mà Khánh Linh muốn ha. Cũng giống như những người Mỹ đó, những người mà diễn viên đường phố hay hát kịch nhạc gì đó, thì khi người ta biểu diễn xong, người ta cũng muốn là những cái người khách ha, những cái người qua đường xem họ thì cũng tặng hay là award họ một cái gì đó để công nhận cái tài năng của họ. Đó là cái điều Khánh Linh muốn thôi. Và Khánh Linh nghĩ nó vô cùng bình thường ha. Nhưng mà có nhiều người lại cho cái điều đó quá là vô duyên. Thì tùy quý vị thôi. Nếu quý vị cảm thấy thích, quý vị cảm thấy là Khánh Linh đã giúp quý vị, thì quý vị có thể mời ly cà phê thôi, không sao hết nha quý vị nhé. Và bản thân Khánh Linh cũng nói một lần nữa là Khánh Linh không đưa fake news. Có thể những tin Khánh Linh đưa mà quý vị coi đó, nhiều khi quý vị coi trễ quá, xong nó qua thời gian thì nó không còn đúng nữa, chứ không phải là fake, không phải là giả, không phải là tự Khánh Linh lập lên. Khánh Linh không có rảnh mà ngồi mà viết một cái bài báo giả hoàn toàn để đi làm video đâu nha quý vị nhé. Và hiểu được điều đó, cho nên trên Facebook khi mà Khánh Linh share những video của YouTube đó quý vị, thì các nhóm admin của các nhóm người Việt Atlanta, người Việt sống tại ATL hay là thông tin Texas, nói chung là những cái group của người Việt sinh sống đó, họ biết Khánh Linh làm và làm với một cái tâm và những cái tin đúng, cho nên khi mà Khánh Linh share một cái là họ approve và họ share rất nhiều người, và Khánh Linh cũng được rất là nhiều khán giả, những anh chị em ở trên Facebook đó có những cái comment rất là tốt. Mà Khánh Linh cũng cảm thấy vui khi giúp được họ. Tại vì mục đích kinh của Khánh Linh là giáo dục, educate người Việt chúng ta với cái hệ thống của nước Mỹ, để người Việt chúng ta có thể tiến bộ hơn, phát triển hơn. Tại vì Khánh Linh thấy rất là nhiều cô chú khi mà qua đây lớn tuổi không biết gì hết quý vị, cho nên rất là khó khăn để hòa nhập cuộc sống, và rất là khó khăn khi mà muốn tìm được một cái giải đáp hay một cái sự giúp đỡ gì đó từ chính quyền hay là những cái giấy tờ. Thì Khánh Linh muốn là quý vị hiểu để quý vị sống và tự tin hơn. Thưa quý vị, và những bản tin của Khánh Linh quý vị thấy không? Khánh Linh rất là ngắn gọn, cho dù là Khánh Linh giải thích rất là nhiều và cặn kẽ cho quý vị, mà Khánh Linh cũng chỉ giữ nó từ 8 đến 10 phút. Chừng nào có những cái talk show với những vị khách mời đó thì mới lên 20 mấy phút, nhiều khi 30 phút thôi, chứ không bao giờ mà Khánh Linh là nói những cái tin nó quá dài đâu. Nhưng có vì nhiều vị khán giả nói là sao cứ nói dài dòng quá, xin thưa, có những người muốn nói dài dòng nhưng họ không biết cách để mà giải thích cái vấn đề để mà quý vị hiểu rõ đâu quý vị à. Khánh Linh thà đọc tin là ngồi đọc luôn cho nó lẹ, chứ Khánh Linh đâu có muốn là đọc một cái tin xong rồi phải đi tìm những cái chi tiết để mà ngồi giải thích cặn kẽ cho quý vị đâu. Nó tốn thời gian của Khánh Linh lắm, nhưng mà tại sao Khánh Linh phải làm vậy? Vậy nó mới khác người khác chứ quý vị. Những người khác người ta chỉ lấy tin trên báo đọc cho quý vị nghe thôi, còn có giải thích hay không là tự quý vị hiểu thôi. Còn ở đây Khánh Linh làm để cho quý vị hiểu, quý vị coi kênh của Khánh Linh, quý vị tìm được những cái thông tin hữu ích.
chứ không phải là coi để mà nói là ô nói chuyện dài dòng quá 8 phút 10 phút cho những cái thông tin hay thông tin tốt mà quý vị cảm thấy là mất thời gian, thì Khánh Linh nghĩ là quý vị không nên vào kênh của Khánh Linh coi nữa đâu, tại vì nó sẽ mất thời gian của quý vị lắm. Tại vì cái style của Khánh Linh nó là như vậy, Khánh Linh muốn đưa thông tin, nói thông tin, chia sẻ thông tin chứ không phải là đọc thông tin nha quý vị nha. Thôi nói tới đây thì em sẽ phải ngừng thôi, chứ không thôi quý vị sẽ nói em quá dài dòng và tắt luôn. Thưa quý vị, thì đây là scam alert, là cảnh báo về lừa đảo. Đầu tiên, nếu quý vị nhận được một cuộc gọi, tin nhắn hay là một cái email mà trong đó họ gọi là threaten, có nghĩa là làm cho mình sợ, đe dọa là sẽ cắt số an sinh xã hội của mình. Cho dù là họ có nói ô số an sinh xã hội của mình có phải là 3 số cuối là như vậy, 4 số cuối là như vậy không, hay là nguyên cái số là như vậy hay không, thì cái đó vẫn là giả mạo nha quý vị nha. Tại vì sở an sinh xã hội không bao giờ gọi điện thoại cho mình, có thể là họ gửi thư thôi, họ không có text đâu quý vị, không có text đâu nha. Cho nên quý vị quan trọng là đừng có nhận cuộc gọi nghe hù hù, cái sợ quá phải trả lời hết mọi câu hỏi của họ. Và nếu những cái cuộc gọi đó nói là ồ nếu mà không trả tiền hay nếu mà không làm cái này cái kia là sẽ take legal action, là sẽ kiện ra tòa hay là sẽ có cảnh sát tới bắt hay như thế nào đó, không đúng nha quý vị nha. Sở an sinh xã hội họ sẽ không có cảnh báo mình như vậy đâu nha quý vị. Và tiếp theo nữa là yêu cầu mình phải trả một cái số tiền gì đó mình đang thiếu, tiền child support hay là tiền thiếu thuế hay như thế nào. Không, họ không có làm như vậy nha. Rồi nữa là họ sẽ yêu cầu là phải trả cái tiền đó bằng cái dạng hình thức là gift card, thẻ quà tặng, hay là những cái thẻ debit card đã được trả tiền, bỏ tiền ở trong đó sẵn, hay là trả tiền qua internet, hay là mail tiền cash, mail tiền mặt, là mail tiền mặt về cho cái địa chỉ nào đó, là không đúng nha quý vị nha. Tiếp theo nữa là họ sẽ áp lực mình, bắt mình phải cho những cái thông tin cá nhân của mình cho họ. Thì cũng không phải luôn nha quý vị nha, không có ai ép mình là bắt mình phải hỏi điều tra là tên gì, tuổi bao nhiêu, địa chỉ đâu, giờ có mua ở đâu không, không có, không hề nha quý vị nha. Và sẽ còn đe dọa là sẽ phong tỏa luôn cái ngân hàng của mình, tài khoản ngân hàng của mình, họ không có quyền làm được như vậy đâu quý vị ơi. Và nói nếu mà bây giờ đó mình đưa hết những thông tin cho họ đó thì họ sẽ tăng cái tiền an sinh xã hội của mình lên, tiền già, tiền SSI gì đó, hay là tiền về hưu gì đó. Không có nha quý vị, không hề, không hề nha quý vị, không hề. Và họ cố gắng làm cho quý vị tin tưởng họ là một sở an sinh xã hội thiệt, gọi đến cho quý vị. Và họ có thể là dùng những cái hồ sơ giả, có những thông tin của quý vị, hay là những cái bằng chứng không đúng sự thật, hay họ dùng tên giả dạng là một trong những agency, những cơ quan chính phủ mà thật sự là có hiện hữu, nhưng mà họ không phải là thành viên, họ không phải là nhân viên, hay là họ không phải gọi đến từ những nơi đó. Họ sẽ cố gắng dùng những thông tin giả để cho mình tin là họ gọi từ sở an sinh xã hội nha quý vị nhé. Cho nên quý vị hãy cẩn thận, tại vì nếu mà họ lấy được những thông tin của quý vị thì quý vị sẽ bị gì quý vị? Có thể họ dùng những thông tin của quý vị để mà vào trong cái hệ thống để mà lấy tiền an sinh xã hội của quý vị, tiền già nè, tiền lương hưu nè, rồi hay có thể dùng số information của mình, số an sinh xã hội để mà khai tiền thất nghiệp nè. Khánh Linh biết có một cái trường hợp là có một em trai kia, thì em đó cũng lãnh tiền thất nghiệp xong rồi một bẵng đi một hai tháng thì em thấy ủa sao không thấy tiền thất nghiệp gửi về nữa, thì mới find out ra là sở lao động họ vẫn tiếp tục gửi tiền nha, nhưng không vào nhà bank của em mà nó nằm đâu đó quý vị. Em không có thấy tiền vào nhà bank, nhưng mà khi mà đến cuối năm á, cái 1099G của bên sở lao động gửi về là em vẫn phải khai thuế cho cái phần tiền mà em không có nhận bị người khác lấy quý vị. Thì em cũng làm hết nhiều cách, cũng báo police này nọ mà chưa thấy giải quyết. Thì nhưng mình phải nên báo quý vị để mình có cái problem sau này lỡ có ra tòa hay như thế nào đó. Tại vì cái tiền mà gọi là tiền thất nghiệp mà họ xài hết những cái benefit của mình, sau này mình thất nghiệp nữa rồi sao, là mình sẽ không có tiếp tục tiền benefit để mà chi trả cho hàng tháng tiền thất nghiệp của mình. Rồi những cái tiền an sinh xã hội cũng vậy nữa quý vị. Quý vị tự nhiên benefit của mình mà bị người ta lấy thì quý vị có tức không quý vị? Chắc chắn là không đúng rồi đúng không? Thì mình đâu có muốn chuyện như vậy xảy ra.
Khánh Linh đã có nghe rất là nhiều người bạn của mình trên Facebook bị những cái cuộc gọi giả danh như vậy rất là nhiều. Cho nên những cái cuộc gọi như vậy, quý vị cứ ignore đi, coi như không có chuyện gì. Hay là quý vị có nhiều người còn ranh hơn nữa quý vị, cho địa chỉ hay số phone điện thoại của police quý vị. Đó, đối. Rồi sao? Rồi cuối cùng thì người ta không lừa được mình, không gạt được mình, không scam được mình thì người ta cũng bỏ cuộc thôi quý vị ha. Thưa quý vị, thì tiếp theo nữa thì có một vài cô chú nó xin những cái tiền SSDI, rồi có một anh cũng muốn mở hồ sơ cho con của mình xin những cái tiền mà gọi là disability ha, tiền mà các em bị disable đó, các em không biết tiếng Việt dịch ra từ gì cho đúng ha, bị bệnh, bị tật ha. Thì Khánh Linh đã có hỏi người bạn làm trong sở an sinh xã hội của mình rồi, thì anh nói đó, quý vị có thể hỏi ảnh những câu hỏi general chung chung thôi, còn những cái tình trạng mà riêng của mỗi người đó thì quý vị cần phải liên lạc cái sở an sinh xã hội mà gần nhà quý vị nhất. Ở tất cả những sở an sinh xã hội đó họ đều có người thông dịch, có những người nói tiếng Việt rất là rành rẽ luôn. Cho nên mình cứ trực tiếp đến với họ, liên lạc với họ, họ sẽ có những người thông dịch và họ sẽ giải quyết giúp đỡ cho mỗi hồ sơ của quý vị. Tại mỗi hồ sơ nó khác nhau lắm. Giống như ngày hôm qua có một chú cũng hỏi về cái việc disability, những cái case, những cái trường hợp của chú như vậy đó, thì người bạn của mình nhìn vào, người bạn mình nói ồ có thể là chú đã được lãnh những cái tiền disability ở chỗ làm và ảnh sẽ không thể nào giúp được nếu ảnh không nhìn qua cái hồ sơ và không biết từ đầu đến cuối đã xảy ra chuyện gì thì ảnh không giúp được. Ảnh khuyên là chúng ta hãy đi đến cái sở an sinh xã hội gần nhà của mình nhất để làm gì? Để người ta có thể biết cái hồ sơ của mình, cái trường hợp của mình như thế nào để họ giúp. Và chỉ có những người đó là những cái người có thể giúp được cho quý vị thôi nha. Chứ mình đừng có đi ra những cái trung tâm dịch vụ hay gì đó để họ giúp, khó lắm quý vị. Họ thực sự không phải làm trong chính quyền á. Với lại mình á, là cái quyền lợi của mình là nên được sở an sinh xã hội giúp ha. Cho nên mình cứ tự tin mình vào trong đó để có những cái người có thể giúp mình phiên dịch hay như là giúp đỡ cho mình trong những cái trường hợp của mình nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị thật là nhiều đã theo dõi kinh và lắng nghe những dòng tâm sự của Khánh Linh. Những ai mà coi đến những phút cuối cùng như vậy nè, like và share đó, thì chắc chắn là fan rất là lâu của Khánh Linh rồi. Và Khánh Linh vẫn hy vọng rằng chúng ta hợp gu với nhau thì chúng ta mới chơi được với nhau, đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị đã yêu thương, ủng hộ và vẫn tiếp tục subscribe kênh của MC Khánh Linh USA. Xin chào, chúc quý vị một ngày bình an. Xin chào, tôi năm nay 56 tuổi, tôi đang sinh sống tại Toronto, Canada. Tôi đã tham gia lớp học online ESL người lớn tại trung tâm New Region. Sau thời gian học thì tôi cảm thấy tôi tự tin hơn khi tôi giao tiếp với người bản xứ như đi chợ, đi ngân hàng, đi làm. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các giáo viên tại trung tâm đã giảng dạy cho giúp tôi có những bài học sát với thực tế, giúp cho tôi sớm hòa nhập với cộng đồng.